Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Sava SV550, một dòng xe mà bán rất là chạy tại cửa hàng em. Và các bác hỏi cái dòng xe này rất nhiều, vì đây là một cái dòng xe đạp khung carbon và với cái mức giá nó cũng rất là rẻ. Thì chiếc xe mà em nhập về đang bán mức giá tại cửa hàng chỉ có là 8 triệu rưỡi mà được một chiếc xe khung carbon thương hiệu Đức. Và bộ chuyển động thì cũng tương đối là tốt của dòng Shimano, đó là Asiza. Bánh là 26 inch, xem em về là tông màu đỏ đen các bác nhé, cực kỳ là thể thao và rất là đẹp, khung carbon. Đây, các bác có thể nhìn trên hình này, khung carbon, một cái model xem em về rất là nhiều lần rồi, là được rất nhiều các bác tại thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng cái dòng này, khung carbon thương hiệu Sava. Thì thương hiệu Sava này đã rất là nổi tiếng trên thế giới về công nghệ làm khung carbon rồi, rất là chắc chắn. Model SV550 khung sơn các thứ là còn rất là đẹp các bác nhé. Lớp sơn nguyên bản do là đã qua quá trình sử dụng nên là nó sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Đây, còn lại tổng thể xe thì còn từ màu sắc rồi đến bộ chuyển động thì còn cực kỳ là tốt. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Asiza với 9 tầng lip. Trên này là 3 tầng đĩa, chiếc xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh là 26 inch. Vành nốt vẫn là nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Rồi. Máy xe củ chắc. Đây là bi vòng, sử dụng máy bi vòng. Xe của chắc là một cái hãng xe đạp của Đức các bác nhé, cũng là của Đức luôn đấy. Xe của chắc này sử dụng quả lốp CST, một cái quả lốp cũng rất là nổi tiếng này. Và cái lốp này là lốp đi nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Vành zin này, cọc yên, hay là những cái chi tiết của phốt đi đông này cũng là đều là nguyên zin nguyên bản hết. Tay bấm xả Asiza và trang bị cả một cụm phanh dầu của Shimano nữa. Đây là bộ giảm xóc dầu các bác nhé, giảm xóc này là cũng là nguyên zin theo xe luôn. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Tay đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 39 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì chiếc xe này có cái gióng đứng nó khá là nhỏ và cái size chỉ có là size 15 inch thôi. Size 15 inch thì nó sẽ phù hợp cho các đi được khoảng 1m55 đến 1m65 thôi nhé. Các bác nữ đi chiếc này thì rất là đẹp. 1m55. Bộ chuyển động Asiza 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Có 27 độ khác nhau. Chuyển động thì như các bác có thể nhìn thấy ở trên hình rất là mượt mà này. Đó,
Và em giờ giới thiệu nhanh đến các bác mẫu xe đạp địa hình khung carbon Sava SV550 đang được bán tại cửa hàng ở mức giá chỉ còn là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác nếu muốn đến kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.